Xin chào anh em, chào tất cả các bạn. Đánh ở ngoài khu kè Cát Hải thì thất bại, khi gió lên một cái là không câu được nữa. Dẫn về một cái khu, đây là khu vực các cái đầm người ta nuôi tôm và nuôi cua. Và những khu vực này thì chủ đầm người ta cho câu những con cá tự nhiên săn mồi. Đây là những cái con sông, con dẫn nước mặn vào trong các cái khu đầm mà bà con người ta nuôi tôm. Con sông ở giữa đây. Cái địa hình mà nó vướng như này thì không đánh bằng con mồi. Con mồi này phải đánh bằng mồi mềm. Mồi mềm này nó chống vướng tốt hơn này, không bị mắc. Cái này có cái lưỡi 2 đĩa 3 tiêu nó mắc ghê lắm. Ăn vờ thôi, câu một con cá giòi. Dính thôi, dính thôi, dính cá thôi, dính cá thôi, rồi, dính thôi. Vượt rồi, vượt rồi, vượt rồi, vượt rồi, vượt rồi. Dính thôi cá ơi, vượt rồi. Đây phải gồng, không cho chạy. Không cho chạy. Vượt rồi. Con vượt đầu tiên anh em. Con đầu tiên của tôi đây. Khá mệt.